Không biết gì. Ngã cứ ta bị đánh rồi. Dầu nhìn lên á. Nó đi hết rồi. Thằng đi ông được chơi nhau rồi. Thôi mình biết là quay cho nó mấy kiểu á. Nhưng nó bảo là lại đỏ, mình mốt thế để vẫn buồn lắm. Các bạn ơi đi cẩn thận, chị Vi ơi con bự hết rồi. Nó lao dài. Phấn khởi lúc đi đi rất chậm lúc về. Dài nhá, dài ra. Các bạn ơi đi vào giữa xe đi ơi. Đọc đi qua đoạn này đi. Đang bầu đuôi nó đến nhà. Đi ra bỏ ra phải bẩn. Đi ra bỏ ra phải bẩn. Đi ra bỏ ra phải bẩn. Không phải lần tròi gây hồi đấy. Gây hồi lần tròi. Biết lâu hình nhành, biết lâu hình nhành. Ôi, về mang giày đấy. Sau những kinh nghiệm đi mua phải nhìn mua cái đôi giày để nó phải như là cái ủng. Đi. Đi cái ủng. Ê, đừng quay anh đẹp trai quay. Đâu, quay đâu. Quay nó mới hay. Bây giờ quay mới hay. Quay từ đầu quay. Đứng đằng kia. Không. Mấy quay gì cả. Thu gì nói lời nào đi. Trực tiếp à? Không. Hay quay thôi. Quay. Hello.
bạn Lê đi bắt được chiếc đuôi này chiếc trong đấy các vùng phong hòa đại diện cho quan viên Lê Ngọc đang từ tiến về phía chiếc đường hoa trung tâm hội trường cưới gia đình của đại trai chúng tôi buổi sáng ngày hôm nay. Trong những bầu không khí vui tươi lành mạnh và trong những niềm hân hoan ngập tràn chào đón của gia đình của nhà trai, ban tổ chức xin được trân trọng và vui mừng trân trọng kính mời toàn thể các bộ các ông bà cùng với cô dì chú bác cùng để anh chị em bạn bè thi năm nữ chúng ta cùng nhân chân xỏ cốt chuyển về trung tâm sân khấu hội trường cưới gia đình họ nhà trai tôi buổi sáng ngày hôm nay để cùng dự tiệc nước tiệc trà, để cùng dự buổi lễ thành hôn và hạnh phúc và chúc mừng này cho chú rể Hùng Vương và cô dâu Ngọc Ánh được trăm năm tình duyên mang bắt đầu nghĩa phu thê. Bây giờ này bác tổ tôi đã trông thấy cô dâu và chú rể họ đang dìu dắt nhau vâng trong những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Vâng, chúng ta đã trải qua một năm cũ vâng vâng và đang ra tay đón chào một năm mới nâng lần lạ thường. Và giây phút này ban tổ chức vẫn được trân trọng lên tiểu kính mời có thể các cô cao các bà cô sĩ chú bác đại diện cho quan viên hai họ và chúng ta hãy cùng nhanh chân xảo bước chuyển vào phía nhà xong để cùng ăn sầu uống nước và để chúng ta sẽ cùng đến với buổi lễ thành hôn mừng hạnh phúc chúc mừng này cho chú rể và cô dâu trong buổi sáng ngày hôm nay. Vậy giây phút này tay vâng cánh cửa gia đình nhà chú rể vâng Hồng Phương luôn ra tay chào đón toàn thể các quý vị khách quý đại diện cho quan viên họ và tại hội trường cưới gia đình của chú rể Hồng Phương trong buổi sáng ngày hôm nay với những bộ bàn ghế được lễ tân kê rất chi lãnh ánh đàng hoàng. Kính mời cô bác họ hàng đàng hoàng chuyển vào phía bên trong và cũng phải nói rằng hội trường cưới gia đình họ nhà trai vâng chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay tuy rằng đất chật người đông chính vì vậy mà họ nhà trai chúng tôi chưa mời chờ thấy quan viên họ nhà gái ngồi rồi mới tí sau trên bàn lúc này cũng đang có sẵn chầu cao bánh kẹo siêu thuốc đã bỏ lâu trên bàn. Kính mời cô bác họ hàng bạn bè nam nữ xóm làng tự nhiên để rồi tiếng nhạc cất lên chúc cho hạnh phúc êm đềm chúc cho đôi bạn trẻ vâng trọn đời bên nhau. Vậy một lần nữa xin nói lời cho chú rể và nói lời cô dâu xin nói lời cho gia đình họ nhà trai xin kính mời toàn thể các quý ông cụ bà cùng với cô dì chú bác cùng toàn thể anh chị em bạn bè lúc này chúng ta còn phía xa xa cổng hoa hôn sự cưới gia đình chúng tôi và xin chào kính mời toàn thể các cụ ông bà anh các chị bạn bè chúng ta hãy theo chân xả bước chuyển về hôn sự cưới gia đình để mau mau tìm cho mình những chỗ ngồi thật là ổn định cùng sát cài bên nhau trong những tà áo thân huy với những mùa đông giá lạnh để chúng ta cùng trao với nhau những tình cảm tuyệt vời trao nhau những câu chuyện nhỏ để chúc mừng một ngày lành hạnh phúc cho đôi bạn trẻ trong buổi sáng ngày hôm nay thật là thật được niềm vui và hạnh phúc. Xin một lần nữa trân trọng kính mời và thân ái kính mời và giây phút này cũng không quên chuyển lời mời trân trọng đến những em lễ tân tiếp viên và duyên dáng xinh xắn của gia đình. Vâng, xin được trân trọng kính mời các em hãy trở ra hội trường để làm công tác tiếp nước chầu trà và để cùng đón tất cả cụ ông cụ bà cô dì chú bác cùng anh chị em bạn bè thanh niên nam nữ bằng đại diện cho quân viên này họ trong buổi sáng nay trân trọng kính mời. Vâng, một lần nữa xin được đỡ lời cho vâng chú rể và cô dâu xin được trân trọng cảm ơn đến quan viên đại họ vâng chúng ta đã không quản ngại vâng đường trơn vâng với cái thời tiết mưa gió giá lạnh chúng ta đã đưa vào đón được cô dâu về trước cả hội trường cưới gia đình và chỉ còn ít phút nữa thì tất cả hội trường chúng ta cũng sẽ được chính thức lắng nghe những lời mong mau chọn cho mình những chỗ ngồi thật ổn định để vâng ban tôi xin được chính thức bước vào khu vực chính của buổi lễ thành hôn mừng ngày phúc của chúng ta chú rể cô dâu nghe trân trọng và kính mời. Một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương. Thuyền về bên sông, nụ cười bay hồng. Bằng lòng khi em anh đón qua cầu. Để thương nhau. Ôi đóa hoa tím trôi lưu
nhỏ xíu anh ơi. Ôi những đêm nằm trắng nhớ em buồn một lòng vì anh ta hiểu ý quá đâu. Để đảm bảo cho buổi lễ thành hôn được diễn ra thành công rực rỡ, thì ngay sau đây ban tổ chức tôi xin được trân trọng kính mời trở ra sân khấu. Xin được trân trọng kính mời ông trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà trai, và xin được trân trọng kính mời ông trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà gái. Xin được trân trọng kính mời hai ông hãy trở ra bước ra sân khấu của hôn trường cưới của gia đình họ nhà trai buổi sáng hôm nay, sẽ có những lời phát biểu đầy sâu sắc và ý nghĩa về phía cô dâu và chú rể. Xin trân trọng kính mời hai ông đại diện cho hai họ hai nhà chính thức trở ra sân khấu của hôn trường cưới gia đình. Và để ban tổ chức chúng tôi, những người làm chương trình chúng tôi sẽ chính thức long trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn. Mừng hạnh phúc chúc tương lai cho chú rể và cô dâu trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời hai ông trưởng đoàn. Xin mời ông hãy bước lên sân khấu của ban tổ chức tôi. Và tiếp theo xin trân trọng kính mời chủ nhân của cánh thiệp hồng ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể. Xin trân trọng mời hai em hãy xin dắt nhau vâng sửa lên sân khấu nhân bậc vinh quang của ban tổ chức chúng tôi, để chính thức ban tổ chức tôi sẽ chính thức long trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn và hạnh phúc vòng cho cô dâu và chú rể. Và giờ đây hiện diện trước trung tâm sân khấu của hôn trường cưới gia đình đó chính là chủ nhân ngày cưới hôm nay, chú rể Hùng Vương và cô dâu Ngọc Ánh, cùng với sánh bước bên cô dâu và chú rể là hai ông trưởng đoàn đại diện cho hai họ, nguyên là con tàu cầm lái hạnh phúc đến với bờ hạnh phúc tương lai buổi sáng ngày hôm nay. Xin chào quý mời toàn thể hội trường hãy dành một tràng thầy nông nhiệt để chúc mừng cho cô dâu và chú rể và chào đón hai ông trưởng đoàn đại diện cho hai họ hôm nay. Xin chân trọng kính mời. Xin kính thưa toàn thể các cụ, kính thưa các ông các bà và kính thưa toàn thể hội hôn trân trọng và kính mến. À, như vậy là qua một quãng đường, một quãng thời gian và giờ giấc như giữa hai bên gia đình đã thống nhất, thì đúng giờ này, lúc này thì hai họ hai nhà chúng ta cũng đã đón và đưa được cô dâu về với bến bờ hạnh phúc và tương lai buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể các cụ, các ông bà, kính thưa toàn thể hội hôn, qua những thời gian tìm hiểu và qua những thời gian học tập và công tác để xây dựng nền kinh tế mới cho chính bản thân của mình, và cô dâu chú rể họ đã gặp nhau vâng tại một quầy nước ven đường, xung quanh đã trời hội trăng vàng lên cao, ánh ơi lòng anh xí sao, gặp em biết nói thế nào được đây, nhìn căng thắm ngắm lại bàn say, chưa say men rượu đã say men tình, rằng anh đây sinh ra tại mảnh đất tự thắng quê mình, vâng khuyên đó chúng mình yêu nhau khi tựa gối khi cúi đầu, khi xem hoa nở khi chờ trăng lên, đợi ngày gió mát trăng thanh, đợi ngày đám cưới anh sang đón nàng. Vâng, và đúng ngày hôm nay được sự nhất trí của hai bên gia đình và được sự chứng kiến của chính quyền địa phương, hai gia đình đã chọn được ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc cho chú rể Hùng Vương và cô dâu Ngọc Ánh. Vậy thay mặt cho ban tổ chức, tôi trân trọng và vui mừng tuyên bố buổi lễ thành hôn của chú rể Hùng Vương sánh duyên cùng cô dâu Ngọc Ánh xin được chính thức bắt đầu. Bao nhiêu hân hoan em với anh, tay đặt trong tay vui hát ca, một ngày đẹp trời cùng bên nhau. Hôm nay em vui đi lá hoa, sơn sơ trong nắng mai, một ngày ngọt ngào dành cho anh. Ôi tình yêu cho anh một tin đường, ôi tình yêu đưa anh vào hạnh phúc. Em và anh yêu thương và hy vọng, yêu nồng say bên nhau tình yêu ngất ngây. Vâng, xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị chúng ta đã hướng mắt về sân khấu, cô dành những giây phút yêu thương và những giây phút ngập tràn vâng với đôi bạn trẻ. Và lúc này là hiện diện trước sân khấu là hai ông trưởng đoàn đại diện soi họ, và ông sẽ chính thức vâng có những đôi lời phát biểu kiến và sâu sắc nhất về phía cô dâu và chú rể, để chính thức cô dâu về làm dâu làm con trong gia đình họ nhà trai trong buổi sáng ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị, và để trước khi vâng
họ nhà gái chính thức có đôi lời biểu kiến bằng chính thức sao dâu. Ban tổ đôi xin được trân trọng kính mời toàn thể hội trường hãy dành một tràng thay thật là nồng nhiệt để cùng chào đón ông trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà gái hôm nay. Xin trân trọng và kính mời ông. Vâng ạ, xin